Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 24 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Sợ Trung Quốc, Việt Nam không tập trận hải quân với Mỹ. Việt Nam không có tên trong danh sách 10 nước tham gia cuộc diễn tập Vành đai Thái Bình Dương Rim Park vào năm nay ở Hawaii dù đã được mời. Đây là cuộc tập trận hải quân quốc tế lớn nhất thế giới do Mỹ tổ chức 2 năm một lần đã bắt đầu tại Honolulu, tiểu bang Hawaii với sự lãnh đạo của Mỹ. Cuộc tập trận này bao gồm hải quân các nước thuộc khu vực Vành đai Thái Bình Dương với mục tiêu thúc đẩy ổn định và hợp tác trong khu vực. Đây là hình ảnh tàu chiến Mỹ tham gia cuộc tập trận Rim Park 2010. Và điểm đáng chú ý là Rim Park 2020 thiếu vắng sự tham gia của một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Hiện chính quyền ở Hà Nội chưa thông báo lý do không tham dự Rim Park. Cuộc tập trận chỉ diễn ra trên biển từ ngày 17 đến 31 tháng 8 mà không có sự kiện giao lưu trên bờ do các quan ngại về virus corona. Hải quân Mỹ vào hồi tháng 5 cũng xác nhận riêng với Đại tướng Hoa Kỳ Việt ngữ rằng Việt Nam là một trong 25 nước được mời tham dự cuộc thao dượt hải quân diễn ra 2 năm một lần và được coi là lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, điều rất ngạc nhiên là hiện nay Việt Nam không có tên trong danh sách 10 quốc gia gồm các đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ quyết định tham gia sự kiện trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán vẫn tiếp tục lây lan. 2 năm trước đây, Bộ Quốc phòng Việt Nam cử 8 sĩ quan tham mưu nhưng không phái tàu chiến tới tham dự Rim Park. Theo Hải quân Mỹ, cuộc thao dượt hải quân quốc tế nhằm mục đích thúc đẩy và duy trì các mối quan hệ hợp tác vốn mang tính sống còn để đảm bảo an toàn và an ninh của các tuyến đường biển vì một khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Lực lượng này nói thêm rằng cuộc thao diễn diễn ra ở vùng biển quanh các hòn đảo ở Hawaii là một nền tảng độc đáo nhằm củng cố khả năng tương tác vào các mối quan hệ đối tác hàng hải chiến lược. Mặc dù từ chối Mỹ, nhưng Việt Nam lại xác nhận sẽ tham gia vào hội thảo quân sự Army Games 2020 tại Nga và cũng có sự tham gia của Trung Quốc vào hội thảo quân sự này. Đây là hình ảnh binh sĩ thủy quân lục chiến Trung Quốc tham gia Army Games 2019 ở Kaliningrad, Nga vào ngày 8 tháng 8 năm 2019. Việt Nam và Trung Quốc sẽ tham gia hội thao quân sự Army Games 2020 và diễn đàn kỹ thuật quân sự Army 2020 tại Nga diễn ra từ ngày 23 tháng 8. Trang báo Quân đội Nhân dân của Việt Nam đã loan tin rằng vào tối ngày 20 tháng 8, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dẫn đầu một phái đoàn sang Nga để tham dự hội thao quân sự quốc tế Army Games 2020 và diễn đàn kỹ thuật quân sự Army 2020. Và mục đích của việc tham gia hai sự kiện này là nhằm duy trì trao đổi các đoàn cấp cao giữa Bộ Quốc phòng hai nước và góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Theo trang báo của Quân đội Nhân dân đã đưa tin như vậy. Và tại hội thao Army Games 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ góp mặt trong 6 nội dung thi đấu. Các nội dung thi đấu của Việt Nam trong 2 năm qua là xe tăng, hành tiến, bếp dã chiến, công binh, lộ trình an toàn, cứu hộ, cứu nạn, hóa học, bắn tỉa và quân y. Và 3 nội dung lần đầu tham gia trong năm nay là pháo binh, huấn luyện chó nghiệp vụ và thông tin liên lạc. Tân Hoa Xã của Trung Quốc đã dẫn lời ông Nhậm Quốc Cường, người phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào hôm 30 tháng 7 cho biết việc quân đội Trung Quốc tham gia hội thao quân sự lần này là nhằm tăng cường hợp tác chiến lược giữa quân đội Trung Quốc với Nga. Truyền thông Nga cho biết Army Games 2020 có hơn 150 đội tuyển đến từ trên 30 nước đã tham gia và các nội dung thi đấu được tổ chức trên lãnh thổ 5 quốc gia bao gồm Nga, Armenia, Azerbaijan, Uzbekistan và Belarus, trong đó chủ yếu là tại Nga. Hội thao năm nay diễn ra từ ngày 23 tháng 8 cho đến ngày 5 tháng 9. Và Trung Quốc mới hôm nay, ngày 23 tháng 8, lại vừa thông báo chuẩn bị tập trận lớn ở Hoàng Sa. Đây là hình ảnh thông báo của Cục Hải sự tỉnh Hải Nam về cuộc tập trận và cấm tàu bè qua lại ở khu vực Hoàng Sa của Việt Nam, ảnh chụp màn hình. Và đây là cuộc tập trận lớn thứ hai ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trong vòng 2 tháng qua. Quy mô của tập trận lần này, theo thông báo, còn lớn hơn cuộc tập trận vào hồi đầu tháng 7. Tờ Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc vào ngày 23 tháng 8 đã dẫn thông báo của Cục Hải sự tỉnh Hải Nam cho biết Trung Quốc sẽ tiến hành diễn tập quân sự phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trong 6 ngày, bắt đầu từ ngày 24 tháng 8. Và cũng dựa trên tọa độ khu vực cấm tàu bè ra vào, phía Trung Quốc công bố khu vực tập trận lần này bao trùm nhóm các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Bắc Kinh đã dùng vũ lực chiếm đóng trái phép. Đảo Phú Lâm, nơi Trung Quốc đã triển khai trái phép máy bay chiến đấu và tên lửa, cũng nằm trong khu vực diễn tập quân sự.
Và cũng như thường lệ, một lần nữa, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phản ứng với việc gửi công hàm phản đối Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa vào hồi tháng 7, yêu cầu Trung Quốc không tái diễn vi phạm tương tự trong tương lai. Bộ Quốc phòng Mỹ khi đó cũng ra tuyên bố chỉ trích cuộc tập trận của Trung Quốc vào tháng 7 và nhấn mạnh hành vi của Bắc Kinh đang đi ngược lại các nỗ lực xoa dịu căng thẳng và duy trì ổn định khu vực. Ngay sau thông cáo, hai tàu sân bay Mỹ đã tiến vào Biển Đông và hiệp đồng diễn tập. Và quay trở lại sự kiện Việt Nam không tham gia cuộc tập trận Dream Park do Mỹ tổ chức, giáo sư Thayer vào hôm 18 tháng 5 cũng dự báo rằng không có khả năng Việt Nam sẽ gửi một tàu chiến nào tham gia cuộc diễn tập này. Đây là hình ảnh các thành viên quân đội từ Hải quân Hoàng gia Úc, quân đội Úc, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, Hải quân và lính thủy đánh bộ Sri Lanka, quân đội Hoàng gia Malaysia, lực lượng vũ trang quốc vương Brunei, lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản và quân đội New Zealand tập hợp để chụp ảnh trên sàn đáp của tàu đổ bộ trực thăng Hamas trong cuộc tập trận Dream Park vào năm 2018. Đây là lần thứ tư Việt Nam được mời tham dự Dream Park. Việt Nam đã gửi các nhà quan sát của mình tới cuộc tập trận tương tự vào năm 2012 và 2016. Việt Nam cũng là một nước tham gia chính thức vào Dream Park lần đầu tiên vào năm 2018 và đã gửi 8 sĩ quan hải quân tham gia nhưng không mang tới tàu chiến nào. Cách đây 5 tháng, khi virus corona đang gây ra đại dịch viêm phổi Vũ Hán bắt đầu lây lan nhanh chóng trên khắp thế giới, có vẻ như hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ sẽ khó có thể tổ chức cuộc tập trận dự kiến diễn ra vào tháng 6 đến tháng 7 năm 2020. Tuy nhiên, tháng 4 vừa qua, Park Lev đã gửi thư tới 25 quốc gia Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương mời tham dự Dream Park 2020. Cuộc tập trận đã lùi từ tháng 6 năm 2020 xuống trung tuần tháng 8 và cắt ngắn thời gian từ 5 tuần xuống còn 2 tuần. Do những lo ngại từ viêm phổi Vũ Hán, cuộc tập trận sẽ diễn ra hoàn toàn trên biển để giảm nguy cơ lây nhiễm cho các nhân viên quân sự và cư dân trên quần đảo Hawaii. Một số hoạt động như tập trận đổ bộ, các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa trên bộ đều bị hủy. Tập trận trên biển sẽ gồm các mục tác chiến chống tàu ngầm, huấn luyện ngăn chặn hàng hải và bắn đạn thật với mục tiêu là một tàu của Hải quân Mỹ đã hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, đại dịch viêm phổi Vũ Hán rõ ràng đã tác động tới năng lực sẵn sàng tác chiến của các lực lượng quân đội khắp các khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Đây là hình ảnh người dân Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc bành trướng trên Biển Đông vào ngày 18 tháng 6 năm 2019 tại Manila. Vào hôm 20 tháng 8 năm 2020, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết đã gửi công hàm ngoại giao để phản đối việc lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc đã tịch thu bất hợp pháp công cụ đánh cá của ngư dân Philippines tại một vùng thuộc Biển Đông. Manila cũng đồng thời phản đối việc tàu Trung Quốc cảnh cáo phi cơ tuần tra biển của Philippines. Mặc dù Park Lev chưa công bố danh sách các quốc gia tham gia Dream Park 2020, các thông tin báo chí cho thấy chỉ có 11 nước gồm Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Brunei, Philippines và Singapore, giảm đáng kể so với 26 quốc gia đã từng tham gia Dream Park vào năm 2018. Trung Quốc không được mời tham dự Dream Park 2020, mặc dù từng tham dự Dream Park 2014 và 2016. Trung Quốc đã không được mời kể từ Dream Park 2018 sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc đã nuốt lời, không thực hiện cam kết không quân sự hóa tại các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã chiếm giữ ở Biển Đông. Mặc dù vậy, Hải quân Trung Quốc đã cử tàu do thám tới để theo dõi cuộc tập trận Dream Park 2018. Có lẽ Hải quân Trung Quốc sẽ một lần nữa hiện diện không phải với tư cách khách mời tại Dream Park 2020. Và sự hiện diện của Hải quân của các quốc gia Đông Nam Á ngoài khơi quần đảo Hawaii lần này đã giảm đáng kể so với cách đây 2 năm, chủ yếu vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Tại cuộc tập trận Dream Park vào năm 2018, khi đó có 7 quốc gia Đông Nam Á tham gia bao gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Philippines cử tàu chiến, trong khi Brunei, Thái Lan và Việt Nam cử nhân sự tham gia và được triển khai trên các tàu hải quân của Mỹ. Campuchia, Lào và Myanmar không được mời tham gia do những quy định về hạn chế hợp tác quân sự của Mỹ đối với ba nước này. Và ngay lập tức, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng cho rằng Mỹ đã lợi dụng Dream Park 2020 để thể hiện phô trương sức mạnh quân sự và quan trọng hơn là để thử thách lòng trung thành của các đồng minh và đối tác. Đây là hình ảnh Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã tham gia một cuộc tập trận chống Trung Quốc. Sự nguyên rủa của Trung Quốc đối với Dream Park 2020 nhiều khả năng sẽ trở thành cơn cuồng nộ nếu Đài Loan được mời tham gia quan sát viên của Dream Park 2020 như vùng lãnh thổ này đã đề nghị. Và việc này tất nhiên phù hợp với đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2021 của Mỹ. Theo đó kêu gọi Mỹ tăng cường hợp tác quốc phòng với Đài Loan và trong đó có việc tham gia các cuộc tập trận quân sự như Dream Park 2020.
và Đài Loan từng hy vọng việc củng cố quan hệ của vùng lãnh thổ này với Mỹ sẽ giúp họ được mời tham dự RIMPAC với tư cách quan sát viên, song điều này đã không xảy ra. Vào ngày 17 tháng 8, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đài Loan Chik Shun Wen cũng xác nhận rằng Đài Loan không nhận được lời mời tham dự, song ông nhấn mạnh hợp tác giữa Đài Loan với Mỹ sẽ có lợi cho sự ổn định của khu vực. Cũng cuối tháng 7 năm 2020, ông Chik Shun Wen đã tuyên bố rằng Đài Loan mong muốn được tham gia RIMPAC với vai trò quan sát viên bởi nếu điều này sẽ giúp chúng tôi học hỏi được từ các hoạt động hợp tác huấn luyện và cứu trợ nhân đạo. Linh Yufen, trưởng bộ phận nghiên cứu an ninh quốc gia tại Cơ quan Chính sách Quốc gia, một tổ chức nghiên cứu tư vấn chính sách ủng hộ Quốc dân Đảng, cho rằng mặc dù quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan đang ở thời kỳ đỉnh cao, song Washington cũng phải có giới hạn nhất định. Mỹ đã cử Bộ trưởng Y tế tới Đài Loan, nhưng đây là kết quả của tình trạng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đại lục. Chúng ta không nên mong đợi Mỹ làm bất cứ điều gì có lợi cho Đài Loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt ra giới hạn đỏ về vấn đề này và sẽ không cho phép các quan chức trong chính quyền vượt qua giới hạn đó bởi điều này sẽ gây ra thảm họa đối với quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc và Trung Quốc chắc chắn sẽ trả đũa. Ông cũng cho biết thêm rằng cuộc xung đột toàn diện với Bắc Kinh không có lợi cho Mỹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 24 tháng 8 năm 2020 với bản tin Sợ Trung Quốc, Việt Nam không tập trận hải quân với Mỹ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.